Động đất 4.4 độ Richter ở Hải Phòng, Hà Nội rung động. Khoảng 10 giờ 20 phút sáng nay, ngày 3 tháng 10, nhiều người dân Hà Nội cảm nhận được rung động, đồ vật đung đưa. Không chỉ các tòa nhà cao tầng mà tại những nhà thấp tầng cũng cảm nhận được rung động khá rõ ràng. Tại Hải Phòng, rung động diễn ra mạnh hơn. Một số người ở các tòa nhà cao tầng ở khu vực Mỹ Đình đã chạy ra khỏi tòa nhà khi thấy rung động. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, rung động mà người dân Hà Nội cảm thấy được là do trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 18 phút sáng nay, mạnh 4.4 độ Richter trong khu vực quận Kiến An, Hải Phòng. Độ sâu của tâm điểm của trận động đất là 15 cây số. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đánh giá trận động đất trên có thể gây rung động cấp 5 theo một bảng thang gồm 12 cấp. Nhiều người ở khu vực tâm chấn động đất cảm thấy đồ vật treo bị đung đưa. Đây là một trận động đất yếu, không có khả năng gây nhiều thiệt hại.